Chuyển giá là gì? Bạn từng nghe đến chuyện tập đoàn Xi hay mờ nào đó chuyển giá? Vậy bạn hiểu thế nào là chuyển giá? Chuyển giá, tiếng Anh là transfer pricing, là một thuật ngữ chuyên môn của ngành tài chính thế giới. Người ta vẫn tranh cãi vấn đề sử dụng sao cho đúng thuật ngữ chuyển giá. Chuyển giá có thể được hiểu là một thủ thuật của công ty mẹ ở nước ngoài. Công ty mẹ này sẽ thành lập một công ty con ở nước khác. Việc chuyển giá được thực hiện qua hoạt động giao dịch liên kết, điển hình như nâng vốn góp của công ty con bằng việc kê khai nâng giá trị máy móc, thiết bị, công nghệ, bán quyền lên giá cao ngất ngưỡng để tăng chi phí. Các công ty con sau khi sản xuất ra sản phẩm lại bán với giá thấp ra thị trường để cạnh tranh hoặc xuất ngược về công ty mẹ. Kết quả là công ty con sẽ bị lỗ, dẫn đến không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước. Còn công ty mẹ thì mua được hàng giá rẻ và bán với giá bằng giá thị trường nước ngoài. Trường hợp khác là nước công ty mẹ chịu thuế cao, còn nước công ty con chịu thuế thấp. Khi bán hàng ở nước của công ty con và chuyển lợi nhuận cho công ty mẹ sẽ không đóng thuế do đã nộp thuế ở nước của công ty con. Kết quả thất thoát thuế nước của công ty con, còn công ty mẹ thì tìm được một lợi nhuận lớn. Các ông lớn quốc tế là những nhà kinh doanh lọc lõi, doanh nghiệp của họ có đội kế toán giỏi, giấy tờ, sổ sách đầy đủ và kín kẽ. Bên cạnh họ luôn có một bộ máy tư vấn là các luật sư, chuyên gia tài chính có trình độ quốc tế. Vì thế phát hiện sai phạm đã khó, nhưng buộc họ quy thuận lại càng khó hơn. Phát hiện chuyển giá, đối đầu với những nhà kinh doanh, chuyên gia tư vấn luật pháp, tài chính quốc tế, buộc những ông lớn thừa nhận vi phạm là một cuộc đấu trí đòi hỏi sự kiên trì với vô vàn những khó khăn.